Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay mình đến nhà của một người chú. Chú thứ mấy chú? Thứ 12. Chú Út ha. Thì chú Út có giao lưu một số gốc mai bạn. Hôm nay gốc này gốc số 1 nha anh em. Gốc này kiển cổ hả chú? Trên 120 năm rồi đó. Ồ. Tại mô của ông đó là không phải như cây này bông kẹo luôn nha anh em. Cái này mình cắt theo kiểu thông tàn thông hay sao chú? Cái này ở dạng chơi qua nhạo rồi quýnh tứ diện á. Tứ diện ha. Qua nhạo tứ diện, kiển cổ. Đây anh em thấy là cây này nở bông khá là đẹp bạn, bông 6 cánh. Này 6 cánh rồi, rồi có 7 8 cánh gì nữa không? Chú mới mua về không biết nữa rồi. Dạ. Các bạn. Bông khá là bự các bạn, bông lớn. Cây này bông nhiều nha anh em. Còn bên trong là cái những cái chi cành đó, hoa nhau cổ dạng vú bò á. Dạ. Mai vú á. Nhìn cây khá là lực nha anh em. Cây này là mình giao lưu với anh em là giá bao nhiêu ạ chú? 130 triệu ha, cho một gốc mai cổ. Có tuổi là 120 tuổi. Thì này mình mới đem về đây lâu chưa chú? Mới đem về hai bữa. Này Tết anh em đem về chơi bông khá ok luôn. Những cái cành ở bên trong này anh em thấy. Cái này con nhờ chú vô chú đo con thử cái coi cái hoành nó khoảng nhiêu chú Út. Để cho anh em người ta tham khảo. Đế này cũng khá đẹp nha anh em. Dạ, mình đo ngay đó đi chú ơi. Là mình thấy cái cành này 57 à. 57 nha anh em. Quanh là 57. Đây, phía trong đó anh em thấy những cái cành mà nhạo ngày xưa nhạo cũng hơi gắt chung. Cái này là những cái điểm này là vú bò chung. Thấy nó đóng nhiều khá là nhiều nha. Anh em thấy là những cái điểm nó đóng lên tới trên ngọn luôn anh em ơi. Bông thì anh em khỏi có chê luôn cái những cái nụ trên cái cành này bạn. Này cũng thấy như bông chùm phải không chú? Đúng rồi chùm. Này bạn. Này là nó mới nở rồi bạn ơi. Mai tự nhiên hồi xưa tới giờ luôn chứ không có tháp kỳ. Búp thì anh em thấy là về bông thì anh em khỏi chê rồi. Đây là cái bộ đế các bạn. Đế phía bên trong góc này. Chiều cao nó tầm 4 mét không chú? Khoảng 3m, 3m2 à. 3m, 3m2 nữa. Còn cái đường kính ngang chú? Cái đường kính ngang nó khoảng nhiêu chú? Đường kính nó khoảng 2 thước mấy à. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ qua gốc số 2 nha anh em. Bây giờ là gốc này gốc số 2 nha anh em. Gốc này là thích hợp cho anh em về chơi Tết 2020 là khỏe gu luôn anh em ơi. Cây này thì mình thấy bông khá là nhiều nha bạn. Đấy là rất là nhiều. Cây này thì chiều cao nó rơi vào khoảng nhiêu chú? Khoảng 5m mấy, 6m vậy. Còn cái đường kính ngang chú? Đường kính là ngang khoảng yếu 4 mét à. Nhưng mà nếu anh em đến thực tế mình nghĩ nó sẽ hơn 4 mét vậy nè. Cây này thì mình thấy bông của nó bạn, nó ra khá là nhiều mà. Thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, dặn cho người ta đi lại thì mình không. Trời là dư ha, người ta cảm thấy người ta rất là thích. Nhiều khi cái hoành vậy đó, mình đo nhiều khi có nhiều anh em ta rất là thích. Dù mình đo cái hoành 50 mà người ta lại người đo 52, 53 thì vẫn thấy thích hơn. Mình đo cho cố lên rồi người ta đến nơi người ta đo lại nó hụt hẳn người ta lắm, thiếu quá. Cây này 6 cánh hả chú? 6 cánh nghìn. Bông thì anh em có thể khỏi chê cái gốc mai này mà. Khá là đẹp. Còn cái đây là cái bộ đế mà. Đế đều bốn mặt nè. Khá là đẹp nha. Cái bộ đế này khá là xịn nha bạn, nói chung là đều bốn mặt hết nè anh em thấy. Cái này mà anh em đem về anh em chơi Tết luôn là phải nó chuẩn chỉ luôn mà. Rất đẹp. Nói chung đế đẹp lắm, đế đều. Đấy rất là đẹp mà. Còn ở phía bên trong cái bộ tàng này, mình thấy có một số điểm đó bạn. Thì cái nụ quá bạn. Cái nụ của gốc mai bạn. Nó đâm từ thân ra luôn bạn. Anh thấy một số điểm trên kia là nó đâm vào từ thân cũng khá là hay các bạn.
Cái này là do mình có cái nhánh dư là mình cắt không chú? Mới mới cắt á. Dạ con Mới thấy cắt nó hơi kéo nó ra ngoài. cuốn lại gần gần hết rồi. Dạ. Nó Bông cây này thì anh em khỏi chê luôn. Nó cuốn vô sâu rồi nè, nè. Tới tới đây luôn rồi nè. Dạ. Nè. Còn lỗ nhỏ à. Cái này con nhờ chú vô chú đo con cái hoành nó thử coi nó tầm khoảng nhiêu chú. Để cho anh em nào mà nó thích tới đến đây tham khảo. Mình đã xét cái gốc luôn đi chú ơi. Cắt ha. Dạ. Nhiêu chú? Này nếu mà sát góc là 66. Dạ. Rồi con nhờ chú đo lên một khúc cái đi. Cao. À. Cao lên khúc nữa khoảng cao lên một gang nè. Không đo lên một gang, bỏ lên một gang là mình đo ra nữa là coi nè. 56 nè. Rồi con nhờ chú đo cái thớt thân giùm con coi nó tầm khoảng nhiêu mà. Nó 65 nè. 65. Cây này thì mình báo giá cho anh em là khoảng nhiêu mấy chú? 125 em. 125 triệu nha anh em. Cây này thì mình nói thật với anh em luôn là anh em đến thực tế anh em xem cái bộ đế là anh em cực kỳ kết luôn nha anh em. Đế đều là đều bốn mặt luôn nha anh em. Đây, bộ đế khá là hay. Còn bên đây bên trong phía trong của cái tàn mà. Con thấy trong vườn chú có hai gốc tùng này mình có giao lưu với anh em không chú? Có. Có giao lưu luôn. Cái tùng này con thấy sao nó hơi lạ lạ cái tùng tùng Đài Loan á em. Đài Loan hả chú? Mình phân biệt giữa tùng Đài Loan với tùng mình đây là phân biệt sao chú? Cái lá nó lớn mà nó thưa. Lá lớn thưa ha. Cây này chắc con nghĩ cao 7 8 mét vậy ta. Khoảng 7 mét có thừa. Dạ thấy rất là cao. Để mình lại mình quay cho anh em xem cái bộ đế của cái cây tùng này. Đế này hình như con thấy nếu môi nó còn nữa phải không? Còn cái đó là chỉ xe vừa nó bị đổ ở trên thôi, còn mình coi. Anh em thấy là những cái điểm này nè. Mình nó nè. Đây anh em thấy nè. Nó còn đế ra nữa nha anh em. Đế cục cục chảng bự nè, nè. Thấy không? Nè. Đó. Đây nè. Cũng bự chảng không nè chứ đâu có cái này đào thì như nó còn nữa nha anh em. Giờ con nhờ chú vô chú đo con cái hoành đi, chú đo sát gốc cho con đi. Sát gốc hả? Dạ chú đo sát gốc để cho anh em tham khảo cái đi. Hồi nãy rồi bao nhiêu chú? Nó cái này nó nếu mà sát gốc về nó tới 98 nặng. Rồi con nhờ chú đo lên một khúc đi, khoảng gang tay cũng được nữa. Bỏ là dạ, một đúng dạ. Một gang. Rồi chú đo một con coi nó hoành nó khoảng nhiêu. Hoành nó nhiêu chút? Nó còn lại 80 đúng. 80. Rồi cái thóc thân nó con nhà chú đo thử cái thóc thân nó khoảng nhiêu chú? Cái này là nó tới 97 à. Dạ. Cái này là mình bán là mình bán một cây bán một cặp mới bán chú Út. Một cặp. Nhưng mà mọi người mà người ta muốn liên hệ chú mua gốc tùng này, hai gốc này là nếu mà mua hai gốc luôn là giá bao nhiêu chú? 70. 70 triệu ha. À. Một cặp. Cặp 70 triệu một cặp. Ví dụ mình mua một gốc có bán không chú? Không bán. Một gốc là không bán ha. Như cái cây này mình về là mình muốn chơi làm chơi theo cái thế gì cho nó hợp cái với cái dáng này chú? Tứ diện tông cao á. Tứ diện tông cao ha. Chú. Còn cái cây kia thì mình chơi có thể là mình rớt cái bông sai được. Cây này thì vô đây quay cho anh em xem cái bộ đế nó này anh em. Qua bên kia. Dạ. Để con quay chi tiết từ từ cho anh em ta tham khảo. Cũng có nhiều người đam mê tùng á, thì người ta thích người ta đến đây người ta giao lưu với chú Út. Con nhờ chú vô chú đo con thử cái hoành của gốc này, chú lo sát gốc chùm con nha. Rồi cái đầu mình phải lo lên tên để người ta anh em người ta hình tượng ra được cái gốc mình nó hoành nó khoảng nhiêu. Cây này cũng đế cũng khá là đẹp mà. Nói chung là nó viên của nó chứ không có bơi. Dạ. Quanh này nhiêu dạ chú? 78. 78 rồi con nhờ chú đo sát lên trên đi. Sát lên nắp lên trên dạ, này. Dạ dạ sát lên đó đi, ngay có con hút chú đó. Bỏ lên ngay này. Dạ, rồi con. Nó lên một gang. Dạ. Đây. Nhiêu ạ chú? Nó còn lại 71 à. 71. Rồi con nhà chú đo cái thất thân con nó bao nhiêu chú? Thất thân cành 1. Dạ. Thất thân cành 1 là nó tới 89 nè. Dạ. Còn dưới này khúc nha. Không dạ, có dạ, dạ. Lá nha. Cây này cũng cao ngang ngửa cây bên kia nha bạn, cũng chứ cũng không thấp cho bên kia cho mấy.
Con thấy bên kia có một số gốc mai cũng khá là lớn á chú Út, chúng mình có giao lưu luôn không chú? Thì giao lưu luôn. Rồi mình Mà mời giờ này cái đó là không có bông nha. mình mời anh em qua bên Đây. gốc mai bên kia bạn, mình thấy nó cũng đã Tại lá rồi. mới Kế bên bạn thấy có gốc mai này, mình thấy nụ phải nói là cực kỳ luôn bạn. Nó kẹo cứng cành luôn nha anh em. Cái này bông mấy cánh nha chú Út? Cũng 5 cánh riêng nè. 5 cánh zin ha. Đây anh em thấy là những cái điểm của cái cành các bạn, ra bông nụ ra rất là nhiều nha anh em. Cái này mình đem về chơi Tết là khá là ok luôn á. Cái này mình từ ở dưới gốc mà mình lên tới trên cái đỉnh của cái tàn đó mình rơi khoảng bao nhiêu mét à chú Út? Nó khoảng cũng yếu yếu là 4 mét, chắc cỡ 3 mét rưỡi là nó có dư. Cái này là thiên nhiên luôn, mình chưa chỉnh sửa không chú Út? À đúng rồi. Nó đường kính ngang khoảng nhiêu chú? Đường kính ngang nó khoảng cũng 3 mét mấy 4 mét à. Ngày xưa là mình đem gốc này về mình trồng từ hột lên ha sao chú ha? Mình từ hột rồi thấy cái này rồi thấy nó này mới cắt nè. Dạ. Bỏ tại nó đóng thấy nó ngậm hởm kỳ quá rồi cắt. Cháu nó cắt rồi con nhờ chú vô chú đom giùm cho con cái hoành đi đây. Dạ. Đo ngay cậu rễ nha. Dạ dạ. Đó, nói cậu rễ chứ nó cao lắm nè. Dạ. Nhiêu chú? 49 nè. Rồi con nhờ chú đo lên lên trên chút xíu đi. Là bao nhiêu? Nhiêu chú? 41 nè. 41. Cái này là mình giao lưu với anh em với giá bao nhiêu rồi chú? 17 triệu em. 17 triệu ha. Mình ở đây địa chỉ chính xác mình là ở đâu rồi chú? Ấp 5 xã Long Trung. Ấp 5 xã Long Trung, Ca Lậy, Tiền Giang nha anh em. Anh em nào quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với chú qua số điện thoại mình để phần tiêu đề bạn. Giờ chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn lại bạn ơi.